Trân trọng kính mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện lịch sử Việt Nam, Bà Triệu. 200 năm sau cuộc khởi nghĩa oanh liệt, nghìn thu vang vọng, tinh thần cuột cường bất khuất của Hai Bà Trưng, vầng hào quang chói lọi của ý chí đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, vẫn ngời sáng giữa đêm trường của đại nạn Bắc thuộc. Giặc nhà Ngô ở phương Bắc, lúc này đã thay thế quân nhà Hán, thống trị nước Việt. Bọn đầu trâu mặt ngựa, gươm giáo đầy mình, dầm dập hoành hành khắp cõi, chia năm xẻ bảy non sông gấm vóc của ta. Giặc Ngô đặt chức thứ sử đứng đầu châu Giao, là tên mà chúng ta gọi nước Việt khi đó. Các quan thái thú thì cai trị các quận ở địa phương, trong đó quận Cửu Châu là nơi mà giặc Ngô chính hình bạo ngược, thuế khóa bóc lột không biết thế nào là cùng, đúng như lời thú nhận của chính sử cổ Trung Hoa lúc ấy. Cửu Chân ngày đó là xứ Thanh Thanh Hóa về sau, chính là quê hương của nàng Trinh, vẫn được dân gian gọi tên theo họ Triệu là Triệu Trinh Nương, vốn dòng hào kiệt từ thuở các vua hùng dựng nước. Trên đỉnh ngọn Na Sơn, giữa ngàn nưa hùng vĩ, cô gái trẻ mà đã sớm biết nuôi chi lớn, ngày ngày ngẫm suy về câu nói truyền từ xưa trên quê hương mình. Na Sơn nhất phiến, nhất hô thiên hạ biến, một ngọn núi nưa hô lên một tiếng biến động khắp nơi, cố tìm ý nghĩa cho một khởi động quyết liệt của mình theo tiếng gọi tổ tiên đất nước, bởi đã đến lúc phải ra tay hành động vì nghĩa lớn theo gương người xưa. Đất Cửu Chân những năm đầu thế kỷ thứ ba náo loạn nhục nhằn, còn phải chịu thêm nạn bọn thái thú thứ sử nhà Ngô tranh giành quyền lợi, chém giết lẫn nhau, hại lây đến cả dân lành. Nén lòng gắng công, nàng Trinh dồn sức thuyết phục người anh ruột của mình là Triệu Quốc Đạt bí mật triệu tập những nghĩa sĩ đầu tiên, tụ hội quanh cây quyền trượng từ thời tiên tổ truyền về, chung đúc ý chí xấy quân đánh giặc. Trong đại ngàn rừng nưa, dưới bóng ngọn Na Sơn huyền bí, dần dần náu mình hình thành đoàn nghĩa binh Cửu Chân của anh em Quốc Đạt, nàng Trinh. Miệt mài nhưng âm thầm, các chiến binh lặng lẽ luyện tập thật lợi hại những thế đánh đỡ, tiến lui chờ ngày xung trận theo hiệu lệnh của chủ tướng. Na Sơn ngàn nưa đang ấp ủ một sức mạnh lay trời chuyển đất, nhưng việc trong nhà mà không thu xếp được cho êm ả cũng khiến cho đại sự phải chịu thế ngáng trở. Hai anh em Quốc Đạt, nàng Trinh gặp cảnh mẹ cha đều mất sớm, vẫn hết lòng thân thương đùm bọc lẫn nhau, nhưng mụ vợ Quốc Đạt, chị dâu nàng Trinh thì không như thế. Lũ quan tướng nhà Ngô ở Cửu Chân sẵn mối hiểm nghi, e ngại anh em Quốc Đạt, nàng Trinh đã mua chuộc điều khiển đưa đẩy mụ đàn bà này vào nhà họ Triệu làm chân nội gián cho chúng. Lầm lè nghe ngóng những đợt sóng thần đang ầm ì dưới lòng đất và trong lòng người Cửu Chân, mà lại do chính tay chồng và em chồng gây dựng, mụ đàn bà quỷ quyệt này vội tìm bẩm báo ngay với bọn đầu sỏ của giặc. Bán tín bán nghi, bọn thống trị ngoại bang trên đất Cửu Chân tính toán, nếu sắp có cuộc nổi dậy nào của dân bản xứ thì ngay khi nó đang còn trong trứng nước phải bóp chết trước những kẻ cầm đầu. Triệu Quốc Đạt vốn là người lành hiền, có thể dùng mụ vợ để khống chế, nhưng nàng Trinh thì đúng là một cái gai nhọn phải nhổ đi. Mụ vợ nanh nọc của Quốc Đạt liền được chỉ dẫn để trở về nhà chồng, ngày đêm tìm cách gây rối, cô sao ly gián được hai anh em. Mụ vừa xúi bẩy chồng, vừa thúc ép em chồng tới chỗ phải bán sới khỏi nhà như lời mụ dục dã. Con gái đến tuổi thì phải đi lấy chồng, về nhà chồng mà sống cho yên, cớ sao cứ bám mãi lấy cái khố của anh. Đúng lúc mụ chị dâu đắc ý, những tưởng có thể một tay nhanh chóng sắp đặt cạm bẫy hôn nhân với đủ lệ bộ mối manh, bạc tiền, kèm luôn cả một chàng rể, chính là viên quan đô úy ngoại bang cho em chồng, thì cơn giận dữ lôi đình của nàng Trinh đã bùng nổ như sét đánh giữa ban ngày. Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đáp luôn sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ tôi đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người ta. Câu nói đanh thép của nàng Trinh không chỉ khiến cho tan tành ngay lập tức một đám cưới chẳng ra gì, mà còn vang vọng khắp nơi, và mãi sau một tuyên ngôn sáng ngời ý chí hào hùng của người con gái Cửu Chân. Quả là những kẻ chỉ hiểu được hời hợt về người con gái đất Cửu Chân mới tính toán thô thiển như vậy. Kẻ thù xấu xa không biết rằng, từ tấm bé, nàng Trinh đã được nuôi dưỡng và hun đúc cả về ý chí lẫn tài năng trong một hoàn cảnh thật là huyền diệu xiết bao. Nàng Trinh còn nhớ mãi dịp xa xưa, khi còn ấu thơ, đã được cùng người mẹ thân yêu lặn lội về thăm quê ngoại ở mãi xa ngoài miền Bắc Cửu Chân.
Ở đấy có ông già họ Lý là tộc trưởng. Chỉ một lần gặp cô gái nhỏ, người già làng đã nhận ra ngay đây chính là mầm mống của những việc lớn sẽ được tạo dựng cho non sông đất nước mai này. Không chút phân vân, ông già họ Lý đem ngay thanh bảo kiếm gia truyền trao cho nàng Trinh. Đây chính là báu vật thiêng liêng truyền về từ 200 năm trước. Kiếm quý mang hình tượng bà tổ mẫu của dòng họ. Bà đã cùng thanh bảo kiếm này chiến đấu dưới cờ nghĩa của hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị. Cho đến ngày chị em Trưng Nữ Vương tự tận với non sông thì bà tổ mẫu cũng thương tích đầy mình, nhưng trước lúc hy sinh vẫn gắng gượng trao lại bảo kiếm cho con cháu giữ gìn, chờ dịp dùng lại. Nàng Trinh từ khi được trao nhận thanh bảo kiếm của tổ mẫu càng đêm ngày nung nấu chí hướng noi gương những nữ anh hùng thuở trước đuổi giặc cứu nước. Cô gái Cửu Chân lớn lên cùng những bài luyện kiếm gia truyền và hình ảnh tráng lệ của hai bà Trưng trên đầu voi dữ xông pha trận chiến. Chỉ một thời gian sau, như một điềm triệu lạ kỳ, một con voi dữ đã từ đại ngàn xông về vùng Nưa. Đó là một con voi trắng to lớn chưa từng thấy, chỉ có một ngà, nhưng voi dữ cực kỳ lợi hại, phá phách xóm làng không ai đương nổi. Trai tráng trong vùng mãi mới tìm được cách dụ voi xa xuống bãi lầy, quăng từng chảo bắt sống. Voi dữ đã bị trói chặt nhưng vẫn long sòng sọc, không chịu khuất phục, thì vừa may nàng Trinh xuất hiện. Diệu huyền thay, mới thoạt thấy nàng Trinh, voi trắng một ngà đã cúi đầu quỳ xuống mời người nữ chủ cưỡi thử. Câu chuyện nàng Trinh được voi trắng một ngà lễ sống vừa từ ngàn Nưa truyền đi thì đã nghe dội về từ núi đá Quan Yên lời đồn kinh dị. Một đêm kia, núi Quan Yên bỗng sạt lở dữ dội. Từ lưng chừng núi, một giọng thần nhân cất lên át cả tiếng đá lăn cây đổ. Khắp quanh vùng đều nghe rõ lời phán báo của thần linh. Có bà triệu tướng vâng lệnh trời ra, chỉ voi một ngà dựng cờ mở nước, lệnh truyền sau trước theo gót bà vương. Trời, đất và người vậy là đã hòa hợp để cho bùng nổ sự kiện lớn của nước Việt, bắt đầu từ Cửu Chân. Năm Rồng Mậu Thìn 248 sau công nguyên, nàng Trinh, cô gái Cửu Chân 22 tuổi, cho nổi hiệu Cồng Thiêng, cùng anh trai Triệu Quốc Đạt phát lệnh khởi nghĩa diệt trừ giặc Ngô, giúp dân cứu nước. Tiếng Ngô diệt tù đã rền vang khắp vùng Na Sơn, sóng thần động đất bấy lâu âm ỉ nay đã sôi sục dâng trào, biến động đất trời và lòng người, đúng là đã dấy lên từ một tiếng Ngô của người con gái ngàn Nưa. Loạt trận đánh dữ dội đầu tiên lập tức nổ ra quanh Na Sơn ngàn Nưa, tối sầm trời đất. Nghĩa quân cùng giặc Ngô giao chiến kịch liệt đến trận thứ ba thì tin dữ bóng bay về đến tai nàng Trinh, lúc ấy đang chỉ huy một cánh quân bên này trận địa, Triệu Quốc Đạt đã trận vong. Tin đầu như sét đánh ngang trời, nàng Trinh vừa đau đớn gạt lệ, vừa hiên ngang vùng dậy, quyết một mình thay anh đứng đầu cuộc khởi nghĩa đang đà khai triển. Trả thù cho Quốc Đạt, nàng Trinh hạ lệnh đem viên đô úy của giặc Ngô ra xử tội. Chính y là kẻ trước đây đã toan đứng ra thu nạp người con gái Cửu Chân làm tỳ thiếp, ở mưu mô làm đám cưới không thành. Này lại vừa đem quân đi chấn dẹp nghĩa quân, nhưng thất bại bị bắt. Cả mụ chị dâu cũng bị trị tội, không chỉ trước đây đã thông đồng với giặc, toàn bóp chết từ trong trứng cuộc tập binh của nghĩa quân, mà nay vẫn trong vai kẻ nội gián của quân Ngô, mụ còn vừa tham gia ám hại cả chính chồng mình. Nghĩa quân và dân chúng Cửu Chân phấn khích vì thấy trong thử lửa buổi đầu đã hiện ra một nàng Trinh trưởng thành vượt bậc. Từ đây, người con gái Cửu Chân được mọi người tôn kính thương yêu, tôn gọi bà Triệu. Cuộc khởi nghĩa năm Rồng Mậu Thìn 248 sau công nguyên, từ đây cũng được gọi tên là cuộc khởi nghĩa bà Triệu. Cưỡi trên đầu con voi trắng một ngà khổng lồ, bà Triệu dẫn đầu lực lượng nghĩa quân mỗi ngày một thêm hùng hậu, đánh đâu thắng đó, giặc Ngô quấn cờ mà chạy cũng không kịp. Hình ảnh người nữ chủ tướng nghĩa quân lộng lẫy uy nghi, mặc áo giáp ngà, đi guốc ngà, cài châm vàng, cưỡi voi trận đã vào cả trong chính sử sách cổ Trung Hoa, sách Nam Việt Chí ở ngay thời gian sau đấy. Và chính bộ sử cổ Trung Hoa về triều đại nhà Ngô, sách Ngô Chí cũng phải chép. Cả châu sao đều chấn động. Thế mạnh như trẻ tre, bà Triệu thừa thắng kéo quân thẳng đến vùng Tùng Sơn, chọn quân doanh Phú Điền làm nơi hạ trại, dựng đại bản doanh. Nơi đây vừa có địa thế lợi hại, lại vừa sẵn có lực lượng nổi dậy của ba anh em họ Lý, đồng hương nơi quê ngoại mà đã có lần, từ thuở ấu thơ, bà Triệu từng theo mẹ tìm về.
tay bắt mặt mừng. Những người vừa thân quen vừa cùng chung chí hướng, bây giờ họp nhau làm mạnh gấp bội thế lực của nghĩa quân. Dù con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành cho voi. Muốn coi lên núi mà coi, coi bà triệu tướng cưỡi voi đánh còng. Túi gấm cho lẫn túi hồng, đêm trầu cánh phượng cho chồng ra quân. Lời ru của những người mẹ ở quanh đại doanh Phú Điền từ ngày ấy truyền về tới nay, tấm lòng của nhân dân Cửu Chân nồng nhiệt tham gia vào sự nghiệp đánh giặc cứu nước của bà Triệu. Trên núi Trung Trinh ở trung tâm quân doanh Phú Điền, bà Triệu và ba tướng họ Lý đã nhanh chóng xây dựng một liên hoàn 7 đồn lũy quanh đại bản doanh, làm nơi vừa tụ hội nghĩa quân khắp miền, vừa chỉ huy những trận đánh lớn tỏa đi khắp nơi. Những địa danh Đồng Lãnh Chúa, Đồng Vườn Hoa, Đồng Xoắn Ốc cho đến bây giờ vẫn lưu giữ dấu tích về một thời vẻ vang của căn cứ Phú Điền hơn nghìn năm xưa. Các thứ sử, thái thú của nhà Ngô không chỉ trên đất Cửu Chân mà cả toàn cõi châu giao đều đã bị nghĩa quân bà Triệu đánh cho tả tơi tan tác. Đình sứ báo về bên kinh đô Ngô Triều làm rụng rời chân tay cả vua chúa lẫn quan tướng nhà Ngô. Chúng vội vã điều binh khiển tướng cấp tốc hùng hổ kéo nhau đi đánh trận phương Nam, cố chiếm lại châu giao. Những đoàn lâu thuyền khổng lồ của giặc, hai tầng lầu cao cùng chở đầy thủy quân phối hợp với bộ binh từ bên chính quốc đè sóng vượt biển tiến xuống châu giao tìm đường vào Cửu Chân. Tổng chỉ huy các đạo quân viễn chinh của giặc được triều đình vua Ngô kén lựa rất kỹ. Cuối cùng thì đã tìm chọn được danh tướng Lục Dận, vốn là cháu ruột đại danh tướng Lục Tốn của nhà Ngô. Lục Dận vừa được phong làm An Nam hiệu úy, đứng đầu lực lượng quân sự đi bình định và giữ yên phương Nam cho nhà Ngô, lại vừa được cử giữ chức giao châu thứ sử, đứng đầu bộ máy cai trị toàn châu giao một khi chiếm lại được. Là một viên tướng vừa gian ác vừa lắm mưu mẹo, Lục Dận điều bát đạo binh giữ quyền tiến quân theo nhiều ngả vào sâu trong đất châu giao. Vừa hành binh, hắn vừa tìm các kế sách đánh vào những chỗ hiểm yếu của đối phương. Do biết nữ chủ tướng nghĩa quân bà Triệu đang chỉ huy các tướng dưới quyền dồn lực lượng từ Phú Điền ra Mạn, Yên Mô, Ninh Bình chẹn đánh quân Ngô, Lục Dận trước hết tránh né mũi nhọn sức mạnh của đối phương, tìm cách tỉa dần thế lực khởi nghĩa ở vòng ngoài. Chưa cần vội tung quân vào trận giao chiến, Lục Dận vừa dùng binh vũ lực uy hiếp, vừa dùng mưu mô và của cải mua chuộc bắt hàng phục các thủ lĩnh địa phương, ràng buộc và tách họ khỏi phong trào khởi nghĩa bà Triệu. Ôn nhớ và học lại các bài học của viên lão tướng Mã Viện hùng thần trong cuộc đàn áp phong trào Hai Bà Trưng từ 200 năm trước, Lục Dận chia quân, vừa tiến đánh cánh quân của các tướng họ Lý ở Yên Mô, vừa đi vòng đường biển vào Cửu Chân, vây đánh căn cứ Phú Điền của chính nữ chủ tướng nghĩa quân bà Triệu. Cánh quân của các tướng họ Lý ở mặt trận Yên Mô chưa tạo chinh chiến bằng đạo binh của kẻ lão luyện trận mạc Lục Dận. Họ đã anh dũng kháng cự, cầm chân kẻ thù được một thời gian. Nhưng rồi các nghĩa sĩ phải chịu hy sinh trước những đòn đánh hiểm độc của quân viễn chinh Ngô Triều. Bỏ lại bãi chiến trường đẫm máu phía bên ngoài, Lục Dận thúc quân bao vây, tiến công thật hung hãn quân doanh Phú Điền. Giữa tầng tầng lớp lớp giặc Ngô bốn bề vây đánh, bà Triệu cùng các nghĩa binh thân thiết bên mình ra sức chiến đấu chống lại quân thủ đông gấp bội. Hết trận này đến trận khác, nghĩa quân bà Triệu đêm ngày quần thảo với kẻ địch. Những lúc ngưng chiến thật hiếm hoi, cả quân ta lẫn quân địch đều chịu nhiều tổn thất, tướng sĩ đôi bên lắm kẻ đã mệt nhoài vì chiến trận. Lũ quân Ngô vẫn bị Lục Dận đốc thúc vào trận, nhưng hình ảnh nữ chủ tướng nghĩa quân bà Triệu kiên cường trên đầu voi trắng một ngà chiến đấu bền bỉ luôn khiến bọn chúng khiếp hãi. Lời than thở của chúng ngày ấy còn truyền đến bây giờ: ngoành qua đường hủ dị, đối diện bà vương nan, vùng sáo đánh cọp rễ, địch với vua bà thật khó ghê. Đã qua mấy tháng trời chiến tranh vây đánh tới tấp quân doanh Phú Điền của bà vương mà vẫn không thắng nổi, Lục Dận gần như phát điên, lồng lộn trong chướng hổ. Chủ tướng giặc Ngô loay hoay nghĩ mưu tính kế, cố tình tìm mọi cách để hạ độc thủ. Một mặt Lục Dận liên tục thảo biểu thư xin tăng viện, một mặt hắn đã liều mạng phái tay chân lén tới các nguồn nước thả thuốc độc, những mong nghĩa quân 10 phần phải chết 9 vì trúng độc. Trong một cơn ác mộng, Lục Dận chợt thấy hiện về câu chuyện bên chinh quốc nước Ngô. Tướng hoàng cái nhà Ngô đã dùng khổ nhục kế, chịu đựng đòn đau, thương tích đầy mình, lấy đấy làm cớ trá hàng, đánh bại đối phương, như được hung thần mách nước. Lục Dận vỗ đùi đắc chí: ta phải dùng ô nhục kế. Lũ quân Ngô được lệnh thì hành ngay ô nhục kế. Chúng gửi bỏ hết trang phục, hiện nguyên hình thành những tên ác quỷ trần truồng mà xung trận. Một hình ảnh chiến tranh chưa từng thấy,
nhất là đối với cô gái trẻ nàng Trinh vốn là người con gái đất Cửu Chân, ái khiết quý ô, yêu sự thanh khiết, ghét điều ô chọc. Ở trận đánh cuối cùng, người con gái ái khiết quý ô ấy đã che mặt chạy lên đỉnh ngọn Tùng Sơn, ở nơi quanh năm mây vờn gió lộng, nẫm hương thơm thanh khiết của các loài tùng bách, nàng Trinh, nữ chủ tướng nghĩa quân Bà Triệu, giữa tuổi thanh xuân trong trắng, đã rút thanh kiếm báu ra truyền, tự sát để thoát khỏi đám quỷ dữ ô chọc. Con voi trắng một ngà tung vòi giống lên những tiếng kêu thảm thiết, tiễn biệt Bà Triệu về mãi nơi thanh khiết của cõi vĩnh hằng. Nó phục xuống bên ngọn Tùng Sơn, không chịu rời xa nữ chủ thêm một bước nào nữa, rồi cứ thế, thả linh hồn tận chung theo nàng Trinh, Bà Triệu. Những nghĩa binh cuối cùng của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu cũng theo cách đó mà đi cùng nữ chủ tướng. Quả núi voi Tượng Sơn, ở giữa di tích quân doanh Phú Điền ngày xưa, bên ngọn Tùng Sơn nay vẫn còn ngôi mộ tượng trưng của Bà Triệu, chính là lưu ảnh linh thiêng của cuộc khởi nghĩa hào hùng năm Rồng 248 và người con gái của đất Cửu Chân anh hùng nàng Trinh, vua Bà. Ngôi đền Bà Triệu hiện lên trên đất Phú Điền, luôn mãi ngát thơm hương khói phụng thờ người nữ chủ tướng nghĩa quân. Và đều đặn hàng năm, cứ đến ngày 21 tháng 2 âm lịch, những người dân Cửu Chân ngày xưa, xứ Thanh Thanh Hóa ngày nay lại tưng bừng trọng thể mở lễ hội đền Bà Triệu. Nhiều người còn tin rằng thanh kiếm báu và chiếc công hiệu lệnh của Bà Triệu xưa đã dùng hiện vẫn đang được giữ gìn ở một nơi bảo tàng linh thiêng, mái tỏa sáng sắc đồng thau vàng rực và ngân nga những âm thanh rục rã lòng người hướng về cội nguồn để yêu điều thanh khiết, ghét thói ô chọc. Tấm gương trung trinh, một lòng vì nước vì dân, anh hùng bất khuất của Bà Triệu nối theo hai Bà Trưng sống mãi muôn đời giữa lòng dân tộc và non sông đất nước.